Ở bài này chúng ta học về cách mà phân loại xương. Thì xương phân loại làm hai cách, đó là dựa vào vị trí và các thành phần của cơ thể, đó là dựa vào hình dáng của xương. Đấy, có hai cách như thế. Và đối với mỗi cách thì nó có một cái độc đáo riêng của nó. Ví dụ như là dựa vào vị trí và các thành phần cơ thể thì người ta chia bộ xương làm ba phần, đó là xương đầu, xương thân và xương chi. Dựa vào hình dáng xương thì là xương dài, xương ngắn và xương dẹt. Đối với xương đầu là bao gồm phần sọ, phần mặt. Phần sọ là gồm 8 xương, 8 xương sọ hợp lại thành hộp sọ. Phần trên của hộp sọ là vành sọ, phần dưới của hộp sọ là nền sọ. Phần mặt là gồm 14 xương. Nằm quanh hàm trên và hợp với các xương thuộc nền sọ thành ổ miệng, hốc mũi, hốc mắt. Đặc điểm chung của xương đầu là hầu hết các xương này đều nằm đều là xương dẹt. Và các xương này khớp với nhau tạo thành một đường khớp. Ngoại trừ là khớp thái dương thì có khả năng di động. Khớp thái dương, ngoại trừ đó là khớp thái dương có khả năng di động. Các khớp còn lại thì nó đều cố định. Xương thân thì gồm cột sống và lồng ngực. Xương cột sống, xương cột sống gồm có 33 xương, trong đó có 7 đốt sống cổ và 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng dính liền với nhau tạo thành xương cùng, và bốn 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 cái đốt sống cục ấy, dính liền với nhau tạo nên xương cùng. Như vậy chúng ta có thể phân ra là bảy đốt sống cổ, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng, lưng dính nhau liền nhau và tạo thành xương cột. Cuối cùng là bốn đốt sống cột dính liền với nhau tạo thành xương cột. Mỗi đốt sống thì thường có ba thành phần chính, đó là thân đốt, cung đốt và móng đốt. Nó đều có ba thành phần chính: thân đốt, cung đốt và móng đốt. Đối với xương lồng ngực thì nó gồm có 12 đốt sống ngực, 12 đốt sống lồng ngực, 12 đôi xương sườn và một xương ức. Lồng ngực cùng với phổi và đường dẫn khí tạo thành một hệ hô hấp. Xương tiếp theo được kể đến là xương chi. Xương chi gồm có chi trên và chi dưới. Đối với xương chi trên thì mỗi bên có một xương đòn, một xương bả vai và một xương cánh tay. Gồm có là một xương đòn, một xương bả vai, một xương cánh tay, một xương cẳng tay, một xương cổ tay, các xương bàn tay, 5 xương đốt bàn tay và các xương ngón tay, 14 đốt xương ngón tay. Đối với xương chi dưới thì gồm có xương chậu, mỗi bên có xương đùi, gồm có một xương bánh chè, hai xương cẳng chân, các xương cổ chân, 7 cổ chân và 5 bàn chân, 14 xương đốt ngón chân. Đối với xương dài thì gồm có xương cánh tay, cẳng tay, đùi, cẳng chân. Mỗi xương thì nó có đoạn giữa dài hình ống. Đấy, gọi là xương thân xương, hai đầu phình to gọi là hai đầu xương. Xương ngắn thì gồm là xương đốt sống, xương cổ tay, bàn tay và ngón tay, xương cổ, bàn, ngón
chân, xương ngắn có cấu tạo giống như xương dài, xương dẹt là bao gồm xương sọ và xương sườn. Ở đây chúng ta có thể tổng hợp lại, xương được phân loại làm hai cách dựa vào vị trí và dựa vào hình dáng. Đối với xương đầu thì gồm có 8 xương sọ hợp thành hộp sọ. Xương mặt thì gồm có 14 xương nằm quanh hàm trên và hợp với các xương. 14 xương nằm quanh hàm trên và hợp với các xương nền sọ tạo thành ổ nhuyễn. Xương thân thì gồm có 33 xương. Xương cột sống có 33 xương. Đó là 7 đốt sống cổ, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng dính liền với nhau tạo thành xương cùng, và 7 đốt sống cột dính liền với nhau tạo thành xương cục. Xương lồng ngực thì có 12 gốc xương lồng ngực, 12 đôi xương sườn và 1 xương ức. Xương chi trên thì gồm có 1 xương đòn, 1 xương bả vai, 1 xương cánh tay, 2 xương cẳng tay. Xương cổ tay gồm có 8 xương, và các xương bàn tay, các xương ngón tay. Xương chi dưới thì gồm có xương chậu, mỗi bên thì có xương đùi, bao gồm 1 xương bánh chè, 2 xương cẳng chân, các xương cổ chân, 5 xương bàn chân, 14 xương đốt ngón chân. Và có xương dài thì gồm xương cánh tay, cẳng tay, đùi và cẳng chân. Xương ngắn gồm có đốt sống, xương cổ tay, bàn, ngón tay, xương cổ, bàn, ngón chân. Xương dẹt gồm có xương sọ và xương sườn. Đây là kết thúc cái phần xương khái quát về các phân loại xương tại đây.